Mình chào quý khán giả thân thương trên kênh Sài Gòn Phố. Hôm nay thì Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà một món bánh canh Trảng Bàng nha cả nhà. Ngọc thì cũng chưa được ăn nhiều nhưng mà thấy là ở đây nè, trên tủ có nhiều cái topping đó, giống như là có thịt này, có xương nè, xong rồi có các loại như là đặc biệt luôn, Ngọc thấy là có đuôi heo nè. Nhìn vô là giống như kiểu là mình nghĩ đến cái sự giòn giòn của đuôi heo khi mà được hầm lên ha. Xong rồi lại có các loại xương rồi giò. Cho nên thành ra là Ngọc ghé đây, Ngọc giới thiệu cả nhà nha. Với cái giá mà chị để lên bảng á, là 30.000 thì Ngọc thấy cũng khá là ấn tượng á. Nó sẽ khá là hợp và bình dân á. Vì là hôm nay á, do là mic nó thu không có được tốt, cho nên thành ra là Ngọc đã ghi âm lại ha. Ngọc sẽ chèn vào cái nội dung và cũng như là kèm theo hình ảnh để cả nhà có thể là quan sát đầy đủ ha. Thank you.
biệt đầy đủ luôn ha. Đúng rồi, thiếu món gì giò xương đuôi mà chả đuôi. Đây là một phần đặc biệt nha cả nhà. Đây, để nấu sơ một phần để cho cả nhà biết cái phần topping ha. Trên tủ là có như mỏi vô đây hết luôn rồi đó. À, cái phần là mọc nè, thịt nè, sụn gà nha, đặc biệt ở đây có sụn gà và đuôi heo nha. Đuôi heo là ngày xưa Ngọc chỉ từng được ăn á, là giống như là quay vậy thôi. Bây giờ cái dạng mà luộc như thế này thì mình chưa được ăn, bây giờ mình sẽ thử nè. Rồi cái này là cái giò nè. Đó, đuôi heo này ha, cũng nghe hộp kiểu khoanh khoanh vậy thôi cả nhà. Xong rồi đây là cục thịt nè. Đó, cục thịt nè ha. Một phần là 65.000 nha. Cái cọng này là cái cọng lúng gọi là cọng bánh canh chứ, sorry cả nhà. Là cọng bánh canh nha. Cọng bánh canh này làm theo từ bột gạo nha. Nó hơi, nó có phần rất là đặc trưng của ở Trảng Bàng luôn, Tây Ninh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Thời tiết của Sài Gòn khá là nóng nên là mình búi tóc đồ lên luôn, ăn cho nó gọn gàng. Đây, mình sẽ chấm thử nha. Cái nước khá là ok. Cái nước á, giống như kiểu đó, nó không phải là đậm đà mà kiểu sắc, giống như kiểu là của mấy anh chị, mấy cô chú miền Tây nấu ha. Nhưng mà cái nước này rất là thanh nha, cảm giác rất là thanh. Mặn ngọt thì nó bằng nhau thôi, nó không có hương vị nào hết. Đuôi heo nè. Ở ngoài da nó giòn thơm, đặc biệt đó là cái dây nó dạng như sực 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 nữa, ăn rất là ngon. Đuôi heo ngon quá nhở, trời thấy lạ luôn á. Ăn thêm sợi. Cái bánh canh ngon lắm cả nhà. Bột gạo nó dai vừa đủ thôi, nhưng mà ăn nó nhỏ nhỏ thì mình dễ ăn hơn, dễ gấp đũa hơn. Nhiều quá ha, 85.000 quá trời luôn, không biết nào hết rồi. Đặc biệt là rất là nhiều topping nha, thịt thì kiểu vừa đủ tới thôi, không có quá mềm. Đây. Cục mọc dai thơm, nêm nếm nó tiêu đồ rất là ngon. Nêm vừa bị á, cái cục mọc cũng nêm, nêm nếm rất là ok, rất là được. Dạ không ạ. Rồi Ngọc ăn thêm cái phần đuôi này cái nữa nè. Tại vì á, Ngọc thấy là lạ ở bánh canh này là ngoài cái cọng á, cái cọng bánh canh là Trảng Bàng thì Ngọc thấy là cái phần đuôi heo để vào nè, ăn cũng khá là ngon ha, khác biệt nữa cả nhà. Đòn ngon ghê luôn. Đòn ra da nhẹ ha, chấm nước mắm rồi rất là bắt. Rồi ở đây là ở trong chợ Hồ Thị Kỷ nha cả nhà. Số đây á, Ngọc sẽ để dưới phần mô tả nha. Là số 93 trên 24B của đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 ha. Ở nhà có thể là ăn bánh canh các kiểu nha. Ngọc thấy là giá trung bình một phần là 30k nha. Nếu mà gọi phần đặc cẩm mà đặc biệt viết như thế này thì sẽ là 65k. Rồi bán từ 9 giờ. Ủa chị bán, chị bán từ mấy giờ chị? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng luôn hả? 8 giờ tối. À dạ 8 giờ tối, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 0909449011 nha cả nhà. Rồi có cơ hội cả nhà có thể là ghé thử nha. Đi nguyên dọc con đường này thì có chỗ nào là ăn no bụng nữa nè. Rồi tới đây cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye. Sụn. Heo với sụn hả? Mày, một bắp một xương. Một xương nè.
em sao không review vậy, cái nước cam đó. Cái đuôi sụn cái xương. Em ơi, cái đuôi sụn với cái xương phải không anh? Em ơi, ủa đó gì em chưa chụp đơn á, cục vàng. Ai biết không nói, chị biết đó, người ta làm cái gì. Sao, ăn bánh canh hay lấy đơn? Ủa, bánh canh đi vô hồi, gình nghĩa bệnh vậy. Hôm qua đây quay cho anh đưa lên.